Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony. Bây giờ là sáng thứ bảy ngày 14 tháng 5 năm 2022. Chúc quý vị và các bạn một ngày thứ bảy, một cái cuối tuần an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại các phần tin tức của sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra tại chiến trường Ukraine, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, thành viên của NATO đã ra tối hậu thư cho chú Burrell, nếu không thực hiện họ sẽ làm cái này. Chút xíu nữa mình sẽ đi sâu vào chi tiết. Nội dung thứ hai, chú Putin la làng nếu NATO quánh chú chỉ còn có một cách là bấm cái nút hẹt. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời các bạn theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và cho bình luận bên dưới cái video để chia sẻ ý kiến của quý vị cũng như là các bạn nhé. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, một cái thông tin thật buồn cho chú Burrell, lại thêm một cái tổn thất nặng nề nữa cho chú Burrell. Trong hơn 2 tháng mấy vừa qua, sói hạm, một cái sói hạm mà nó tượng trưng sức mạnh cho đất nước Nga đã chìm xuống biển đen vì quả tiễn tên lửa của Ukraine. Chưa hết đâu các bạn, một cái chiến hạm dữ dằn của chú Burrell cũng đã chìm xuống biển Hắc Hải cũng vì quả tiễn tên lửa của Ukraine. Rồi bây giờ vào ngày hôm qua, cả chục xe tăng thiết giáp, cả một tiểu đoàn của chú Burrell cũng đã chìm xuống sông từ biển đen tới biển Hắc Hải, bây giờ tới cái sông. Đây mời các bạn nghe kỹ nhé. Thì vào ngày hôm qua, những hình ảnh được chia sẻ từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho thấy, những hình ảnh, những video cho thấy là quân đội Ukraine đã phá hủy một cái cây cầu bằng phao đó, rồi, và đã làm cho hàng chục xe tăng thiết giáp của chú Burrell chìm xuống sông. Hơn 900 quân lính Nga cũng đã cố gắng bơi lội vào bờ. Vì sao? Tại sao? Đây mời các bạn nghe nhé. Lữ đoàn xe tăng 17 của Nga đang cố gắng để vượt qua một cái cầu phao. Cái cầu này, cái con sông này nó tên là Silver Sky Donets, thuộc vùng Luhansk và Donbass, để mà qua phía bờ bên kia, từ bờ bên này qua phía bên kia để tấn công quân đội Ukraine. Nhưng không ngờ khi mà cả một cái tiểu đoàn này đang đi trên cầu phao đến giữa dòng sông, thì quân đội Ukraine bên đó phóng quả tiễn tên lửa, bùm, cái cầu phao này nó nổ và nó làm cho cả tiểu đoàn đi xuống thăm hà bá thủy quái ở bên dưới. Hơn cả chục xe tăng thiết giáp của Nga đã chìm xuống dòng sông. Hơn 900 quân lính Nga cố gắng để mà bơi vào bờ và cả 100 quân lính Nga đã tử trận trong cái vụ này. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó liên quan tới cái chuyện vào ngày hôm qua, chủ tịch hội đồng an ninh của chú Putin mới vừa la làng và cảnh báo, nếu tụi tôi mà quánh nhau với NATO thì tụi tôi sẽ không có cái vũ khí nào ngoài cái chuyện bấm cái hạt. Vì sao, tại sao ông này nói như vậy? Rồi đây này các bạn, trong cái thời gian 2 tháng mấy vừa qua, Nga lúc nào cũng hù dọa, cảnh báo, hăm dọa, rồi sau đó cứng không được chuyển sang mềm là yêu cầu gửi công hàm, nhưng rốt cuộc không có một quốc gia NATO, châu Âu, Mỹ nào mà thèm để ý tới, là vẫn cung cấp vũ khí, vẫn bơm vũ khí và vẫn huấn luyện quân lính Ukraine. Rồi cho nên bây giờ chú Nga chú thấy là cái chuyện này không ổn, nếu Mỹ và NATO tiếp tục làm cái điều này thì chú sẽ quánh hoài quánh mãi không thắng. Cho nên vào ngày hôm qua, chủ tịch hội đồng an ninh của chú Putin, ông này tên là Medvedev, cảnh báo là nếu NATO và Mỹ tiếp tục làm cái điều này thì dĩ nhiên là Nga phải đối đầu trực tiếp với NATO chứ không có đối đầu với Ukraine nữa. Tại vì ông này ông cáo buộc Mỹ và NATO đang mượn Ukraine để quánh với Nga. Cho nên bây giờ ông này nói thôi bây giờ tôi quánh qua trung gian tôi mệt rồi, tôi quánh thẳng với mấy người luôn nè. Mấy người không cần bơm vũ khí cho Ukraine làm gì nữa, thôi bây giờ mấy người quánh thẳng với tôi luôn đi. Nhưng nếu mấy người quánh thẳng với tôi thì tôi chỉ có cách là xài cái vũ khí hạt nhân mà thôi. Đây không phải là lần đầu tiên bên phía chú Burrell
dùng hai từ hạt nhân ra đâu các bạn ơi. Hơn 2 tháng mấy vừa qua, cả thế giới người ta mệt mỏi với cái từ hạt nhân của chú Buri này rồi. Tại vì chú tưởng là trên cái thế giới này chỉ có một mình nước Nga có hai chữ hạt nhân. Chú quên là rầm rộ các thành viên NATO do Mỹ dẫn đầu, mấy chục nước người ta đều có hạt nhân các bạn nhé. Và ông này ông nói là nếu thật sự mà quánh với NATO thì nước Nga chỉ có cách là bấm hạt nhân thôi, tức là cùng ôm nhau mà chết thôi. Cái điều này nó sẽ ghê gớm lắm, nó sẽ ảnh hưởng cả thế giới. Cái ý ông này ông nói là như vậy đó các bạn. Một là NATO chọn lựa là ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Hai thì nếu tiếp tục làm cái điều này thì sẽ dẫn đến cái chuyện chiến tranh hạt nhân. Cái ý ông ta nói là như vậy đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba. Nó liên quan tới cái chuyện một thành viên của NATO đã ra tối hậu thư cho chú Buri. Nếu chú không thực hiện thì cả một cái kho khí đốt của chú sẽ bị tịch thu và sẽ bị niêm phong. Vì sao? Tại sao? Và ai là thành viên NATO đó? Mời các bạn nghe nhé. Thì vào ngày hôm qua, trả lời cuộc phỏng vấn trực tiếp trên đài truyền hình, thủ tướng nước Áo, Áo là một thành viên trong khối NATO các bạn nha, ông thủ tướng này tên là Kornehammer. Ông ta đã nói như thế này là tập đoàn năng lượng Nga tên là Gazprom phải bơm đầy khí đốt ở trong cái kho tại nước Áo. Đó là theo cái hợp đồng các bạn nhé. Còn nếu không bơm đầy cho cái kho này, dự trữ này, thì sao? Nước Áo sẽ lấy luôn cả cái kho này, cả cái công ty này. Một là bơm đầy để cho nước Áo có khí đốt năng lượng để sử dụng. Tại vì nước Áo đã trả tiền rồi và cái này nó nằm trong cái hợp đồng. Còn nếu cái công ty của chú Buri mà không làm theo cái hợp đồng thì sao? À, tất cả công ty, tất cả những cái kho khí đốt này sẽ bị tịch thu ngay lập tức. Đây là một cái tối hậu thư mà thủ tướng nước Áo mới vừa tuyên bố trên đài truyền hình vào chiều hôm qua. Chúng tôi đang xem xét một cách rõ ràng và kiên quyết về cái chuyện lưu trữ khổng lồ ở cái kho Gazprom này. Nếu nó không được lắp đầy, chúng tôi sẽ dùng các biện pháp để cho nó được lắp đầy, và nếu không, tụi tôi sẽ tịch thu và sở hữu quả nó. À, thấy chưa? Tức là đây là một cái mà có thể nói là tối hậu thư cứng rắn gửi đến chú Buri. Trong cái thời gian vừa qua, chú Buri đã lấy khí đốt năng lượng dầu hỏa ra để khè các quốc gia vòng quanh châu Âu. Nhưng cuối cùng thì chú đã nhận lại một cái kết là đau đớn, thất bại. Bây giờ thì cả châu Âu người ta đang rầm rộ tẩy chay khí đốt dầu hỏa của chú Putin. Không ai còn ngán nữa. Người ta quay xe đi mua những nơi khác hết. Hoặc là người ta tự tìm ra một cái gọi là con đường khác đó các bạn. Không lệ thuộc vào chú nữa, để cho chú đừng có mà hung hăng hóng hách nữa. Đây cũng là một cái thông tin cực buồn cho chú Buri. Rồi sau giờ phút nhanh gọn lẹ sáng ngày thứ bảy, tối nay cập nhật và chia sẻ những cái thông tin nóng nhất mới nhất về chiến sự Ukraine. Thì tối nay cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. Nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, đi bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận bên dưới cái video để chia sẻ ý kiến, suy nghĩ cũng như là cái gì mà các bạn muốn phát biểu nha. Đừng chửi là được rồi. Và bên cạnh đó thì tôi này xin thông báo tôi này có cái channel thứ hai tên là Tony Lê Houston. Chút xíu nữa tôi này sẽ để cái đường link của channel thứ hai bên dưới cái phần bình luận. Cô chú bác click vào đó để dẫn đến channel thứ hai xem về cuộc sống người Việt tại thành phố Houston, thức ăn, phong cảnh, nhà cửa, công ăn việc làm, and how to make the money, how to be a million, whatever. Xem cho vui, xem để giải trí các bạn nha. Và cũng đừng quên bấm luôn cái nút đăng ký và bấm luôn cái chuông kế bên của channel thứ hai để ủng hộ tinh thần cho Tony Lê nha. Have a good day. Bye bye.